Nam Châm. Mà bút Nam Châm biến. Chuyện này thật là vô lý. Tới đây. Sắp có đơn hàng lớn rồi các cậu. Nè, bình tĩnh đi. Trời ơi. Mà bút hả? Saber. Hay. Ờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Saber xấu tính lắm. Cậu ấy khoe giao bánh pizza giỏi hơn tụi mình. Không phải xấu tính mà là sự thật. Cậu nói mình giao chậm quá, rồi còn nói người ta thả ăn rau hơn là chờ mình giao hàng nữa. Dâu, có giao hàng chậm một chút cũng không sao, miễn chúng ta đánh bại được Vito. Sẵn, nói về Vito và kinh nghiệm chiến đấu, tụi mình đã chiến thắng mà không cần có cậu. Nhìn đi anh chàng khó tính, kỹ năng của mình rất cao, phong cách chiến đấu của cậu đã cũ rồi. Mình là người đặt ra quy tắc cơ bản, không phải chơi diễu. Ê, cậu về phe nào vậy? Mình chỉ bị cuốn theo bài nhạc thôi mà. Cậu chủ, hãy để tôi giao bánh cho. Làm ơn, mình nghĩ đây là công việc của tụi mình. Phải, vận chuyển một đơn hàng lớn cậu cần suy nghĩ nhanh nhẹn và nhiều kỹ năng. Như là... Tụi mình cũng suy nghĩ nhanh nhẹn mà. Phải, chắc cậu nói đúng đó. Vậy, hay chúng ta thử xem ai nhanh hơn. Sao, bằng cách nào? Cậu chất thi đi. Ha ha, sẽ rất vui đó. Thôi nào ai khanh, đua nào. Một cuộc thi giao hàng hả? Thời gian của tôi là có giá trị lắm đó. Ha ha ha, cậu sợ chúng tôi thắng hả? Hả, cậu thắng? Tôi là bậc thầy Dino thực thụ, không thể nào chúng tôi thua các cậu được đâu ha. Ngoài tầm kiểm soát mất rồi. Chỉ còn một cách là xem thôi. Red sẽ thắng. Khoan đã, Icon, tính đi bộ hả? Khởi động nào, bánh xe Dino. Wow, Nito. Ha, mình cũng chuyển đổi. Khởi động chuyển đổi. Chúng ta bắt đầu được chưa? Oh yeah. Chúng ta sẽ đếm đến 3, 1, 2, 3, đi thôi. Ủa, cậu đếm nhanh quá đó. Đi thôi. Không có gì vui bằng tự đấu lẫn nhau. Chúng ta có cần thêm gì đó mới lạ cho cuộc đua của bọn chúng không? Wow, đèn giao thông hôm nay tốt quá. Đừng cứ ngập thở gì hết khói xe của tụi này. Những tình nhóc mới lớn, Rex, quăng cho mình mấy cái pizza. Ok. Hãy để họ thử cái này. Mày lấy điện. Cậu ta đang dùng sức mạnh của mình. Đi thôi. Đội của bọn mình mạnh hơn. Móng vuốt laser. Đó. Red. Xin lỗi. Cậu thật sự muốn như vậy hả? Tụi mình không phải cố ý đâu. Được rồi, sẽ ra thôi. Đi sáng. Đó cũng không phải là do tôi cố ý đâu. Mà muốn try, đi thôi. Ok, try, sử dụng móng vuốt đi. Được thôi. Siêu tập. Tay cô. Những tình gian xảo. Các cậu cũng làm như vậy thôi mà. Chuyện này thật là vui. Shadano, Saber, giúp tay cô đi. Được. Đi thôi. Cậu muốn bỏ cuộc hả? Thừa nhận tôi là bậc thầy Dino thực thụ đi. Cậu chủ Red, mình xin lỗi vì chậm quá. Ổn thôi mà, tụi mình sẽ giúp. Thật sự rất vui. Tay lại. Điện. Ủa, đại phun nước ở thị trấn phía trước. Đây là cơ hội của chúng ta. Tay cô, tới cậu. Rõ, tôi còn chủ. Ăn rau.
biến đa. Rất lớn rồi. Cứ chào xem. Đi thôi. Các cậu sao rồi hả? Cũng không tệ hơn. Chiến thắng có mùi như pepperoni và phô mát. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Đi. Thừa nhận tôi thắng đi. Thực ra là bọn ta thắng rồi. Có nô lệ Dino. Ý của cậu là ở phía trước sao? Đúng vậy. Nhân cuộc đua. Giờ đây sẽ là cuộc đua. Chúng ta sẽ phải đánh bại chúng trước. Ok. Chuyển đổi. Chuyển đổi. Sẵn sàng. Hợp nhất Dino. Hợp nhất Dino. Cũng không chỉ đại hợp nhất. Đi hoàng đế. Hôm nay sẽ kết thúc. Khủng long đi đặt kết sâu rết. Phải làm gì đây? Chuyện này không tốt chút nào. Cầu lửa. Tia sáng. Quá dễ dàng. Cái gì? Nó không hề có tác dụng. Ta sẽ nâng cấp nô lệ Goblin lên một chút xíu. Nhận lấy này. Bấm vuốt. Laser. Đến giờ hai ngươi vẫn chưa học được gì sao? Không, Ethan. Cái búa đó thực sự quá nhanh đi. Tấn công hắn lần nữa. Ôm không, cần phòng thủ chặt hơn. Tấm chắn. Hay lắm. Chuyển đổi. Chuyển đổi mà hút. Chuyển đổi Zico. Lá chắn âm thanh. Red, đó là khủng long Pinaco sao Red. Đuôi của nó là một cái búa khổng lồ. Nó phong qua tiện tay đuôi của mình đó. Mình ghét gương mặt ngu ngốc của Kai A vô cùng. Giúp mình chơi. Red. Không có chi. Akan, sao cậu dám làm đau Red vậy? Emily, Akan là đang cứu Red thoát khỏi nguy hiểm mà. Vậy thì cả hai phải chiến đấu cùng nhau chứ. Chứ không phải là đá vào mặt nhau như vậy. Cùng nhau sao? Giống như là 500. Akan cần phải lấy được thẻ mammut 500. Vậy thì có thể sử dụng để bắt 500 quan tử. Phải, bọn chúng sắp tiêu rồi. Mammut 500. Mammut 500 biến. Chuyện này thật là vô lý. Tới đây. Đưa đây cho ta. Mình cũng có thể cứu cậu. Chúng ta từ mảnh đó. Để mình. Yeah. Nè, cậu và tôi cần phải bắn cùng một lúc chứ. Sẵn sàng thôi. Chuẩn bị nào. Ok. Các ngươi không thể ngăn được nó đâu. Khủng long đi đặt kết sâu rít. Sạc điện. Nhanh. Sức mạnh lần hai. Đại bác nắm chắc. Không thể, không. Các người không trốn được đâu.
chắn rồi. Tình Trét ngu ngốc và cả Ai Khan nữa. Gặp lại sao? Đại bác Nam Châm thật sự rất tuyệt vời. Nè Ai Khan, tôi thấy chúng ta nên chiến đấu cùng với nhau đi. Mình thắng rồi. Đúng vậy, mình giỏi nhất. Ta thua rồi. Tôi tưởng cậu với Cyber chung một đội chứ. À, oh yeah. Thật ra tất cả chúng ta đều thắng, vì ta đều thuộc đội Dino Pizza. Ờ, đúng đó. Nhưng mà thực sự mình đã thắng đúng không? Ý mình là về mặt kỹ thuật mình đã thắng nên cậu biết đó. Mình xong việc rồi, tất cả đơn hàng đều đã giao hết. Tránh ra đi. Làm hết hồn. Hả? Dọn dẹp hả? Tôi giỏi lắm đó. Tốt lắm, tôi đã lo liệu hết rồi. Nè, để tôi. Xin đừng mà. Đưa cho tôi mà. Red, tôi không cần cậu giúp đỡ đâu. Được, phần quà tuyệt nhất cậu được nhận đó. Con gặp may đó, thêm một đơn giao hàng. Để con giao cho. Hả? Sao không được vậy? Tự làm hư đồ. Không, là lỗi của cậu đó. Dùng xe của tôi không. Xe của cậu. Đất nô. Đất nô. Khai à. Về rồi. Khoan, sao người ở trên đó? Khoan, không, đã xảy ra chuyện gì? Đất nô, ngươi đừng nóng nảy như vậy mà. Vito, ngươi làm gì ở đây hả? Bỏ qua bước chuyện trò đó đi ha. Nhớ cảnh thua cuộc không? Trước bậc thầy Dino Red. Bậc thầy Dino Red? Kaya, phải hủy hoại hắn ta. Ủa, Đất nô, e là chúng ta bị thiếu người. Commissarus đã trao quyền cho ta, nhưng ngươi đã lên danh sách rồi. Cô ta giúp ngươi sao, Kaya? Bây giờ ngươi cũng sẽ làm việc cho ta. Hãy bắt đầu từ việc dọn phòng đi. Sao ngươi đã giả súc lão? Ta xin lỗi, yêu cầu đó quá khó sao? Đất nô, ngươi sẽ làm theo lời ta. Giờ ngươi phải tuân theo lệnh của ta. Đây, dụng cụ mới của ngươi đó. Sao? Còn nữa, ngươi không được bỏ qua mọi ngóc ngách nào hết. Có cần sử dụng dụng cụ gì nữa không? Vito. Tuân lệnh, đã hiểu rồi. Hay à, cứ mặc kệ hắn đi, đừng làm phiền quản gia có cái tước hài hước đó. Để chuẩn bị cốp lem đi. Không học cách đi xe đạp, cậu ta từ hành tinh khác hả? Đúng điều đó Emily. Cần nhớ hành tinh Dino không? Arkane, muốn thử nó không? Tất nhiên. Thử máy móc đơn giản đó cũng dễ thôi mà. Tôi đến đây. Giờ thì hết dễ rồi nha. Sao? Có thứ mà tôi không giỏi. Nè, thử lại đi. Tôi sẽ giữ ở phía sau. Giờ thì tập trung và đi về phía trước. Làm được mà. Cái này vui đó. Red, cậu có thể. Red, cậu nói cậu giữ phía sau mà. Làm tốt lắm. Nhìn phía trước đi. Nhìn phía trước? Hả?
tránh chỗ khác đi. Cáo chủ. Troy, tránh ra đi. Vui quá đi. Ken, nhìn lên. Sao? Tội nghiệp cậu quá. Mạnh mẽ nhưng không biết đi xe. Cậu đừng lo, lúc đầu ai cũng vậy mà. Cậu nói là cậu giữ xe mà. Hả? Nô lệ Đại Nương. Red, hợp nhất. Ok. Hợp nhất. Hợp nhất cấp độ 5. Sẵn sàng biến hình. Tyran, biến hình. Ceratol, biến hình. Ultra đi, hoàng đế. Bắt chúng, hạ chúng đi. Hại sừng to quá. Nắng, hai chiếc sừng của Kainosaurus này đặc biệt nguy hiểm đó. Hắn đến rồi. Tốt lắm. Vậy nhận lấy, đánh gấp đi. Không hiệu quả. Hắn tàn mạnh quá đi. Hỗ trợ nhau rồi mà vẫn không đủ mạnh sao? Đi lên sáng. Thêm lực nữa. Hey, chạy. Bất ngờ. Red. Nhấn. Đấy. Thả tôi ra. Hả? Thả cõi ra mau. Vậy thì phải nói đàng hoàng chứ. Không. Shadow Thao rớt. Cho chúng thực hiện một điều nhảy đi. Khoan. Anh đang tiêu hao năng lượng rồi. Cần phải làm gì đó ngay. Red, thật sự cần cậu giúp. Ultra D khổng lồ hiện đang thua cuộc rồi. Tiếp theo là ngươi. Troy, đi thôi. Troy, biến hình. Chuyển đổi. Troy. Gặp kịp. Em à. Nhanh lên, nắm lấy. Được rồi. Các người không thoát dễ dàng như vậy đâu. Wow. Red, lẹ. Boho, tôi đang cảm thấy rất hào hứng. Cẩn thận nào. Wow, tốt lắm. Wow. Ác thanh, đừng chạy thoát. Kendall Saurus, bắt bọn ngốc này mau. Ô không. Lại nữa rồi. Ô không. Giống như đi xe đạp. Lấy được hắn rồi. Được rồi. Bây giờ cậu đã biết cách rồi đó. Ta vẫn chưa ăn mừng đâu. Red, lấy thẻ Pinaco đi. Tôi có ý này. Ok, Pinacosaurus. Pinacosaurus, biến hình.
tin đây là của cậu. Làm nhanh đi. Được, Pinaco, phóng đi. Không phải tệ nhất ha. Đúng vậy, tôi là bậc thầy Dino, cái gì cũng làm được mà. Nè, đừng cãi nữa, đến giờ giao pizza rồi. Chút nữa. Cậu ta rất thích nó đó. Mình nghĩ là cậu ta không biết cách dừng xe lại đó. Ờ, không thể. Nói họ là mình không biết cách xuống. Ô, đừng có cười mà, giúp tôi đi. Dừng xe sẽ là bài học tiếp theo. Không cần cậu giúp. Ồ, gì vậy? Đây là viên đá thiên hà. Cái gì vậy? Là thiên thạch mà mình tìm thấy. Nó sáng lên đẹp quá. Không biết là cái gì nữa. Vậy là viên đá thiên hà đã được kích hoạt rồi. Vì hôm nay là lễ trao giải bảo tàng mà con. Ba phải tươm tất đúng không? Con rất là thích cái lấp lánh kia kìa. Hy vọng nó không làm mờ nhạt giải thưởng mà ba nhận được vì những cống hiến cho hòn đảo này. Ba ngầu quá. Con và bạn của con có thể đến chúc mừng ba được không? Ba sẽ thấy rất vinh dự nếu con có mặt ở đó đó. Chút nữa con gặp ba ở viện bảo tàng nha. Tạm biệt con. Tạm biệt ba. Hôm nay trời cũng đẹp quá. Tôi nghĩ hôm nay sẽ đi bộ đến đó. Dạ, vậy cũng được. La da da, trần trần. Con người ngốc nghếch. Cái mà ngươi nghĩ là một món trang sức rẻ tiền sẽ là của ta, và ta sẽ lấy lại những tháng ngày huy hoàng xưa. Dark no. Nước của ta đâu hả? Hắn không cảm thấy biết ơn khi được người làm hầu nhỏ bé của ta sao? Dark no. Lấy nước cho ta chưa? Dark no. Nghĩ đâu rồi? Tuyệt. Đến đảo Dino sao? Hả? Sao lại đến trái đất một mình chứ? Ta hứa sẽ không trêu đùa ngươi nữa. Được rồi, không chắc sẽ cân nhắc. Dark no. Sao người dám tới dọc hành tinh người của ta vậy hả? Chừng nào ta chiếm được hành tinh này thì ngươi sẽ có người kiều mới. Đừng đánh ta. Ta có mùi vậy như robot và nỗi buồn vậy đó. Cuộc sống quan dã ở đây cũng vui nữa. Sinh vật dễ sợ. Khi nào ta trở về là ta trước đây thì chúng bị trừng phạt. Ta để lạc mất tình ngốc nghếch kia rồi. Cẩn thận. Người đang đe dọa ta sao? Ngươi phải trả giá cho sự cứng nhậu. Lại là ngươi sao? Ngươi nghe đây,
mở ta tên là chúng ta có thể ở thói với nhau. Người có cái gì ở một hành tinh riêng hay là Pantanis? Ngày ấy chắc phải ở gần đây mà thôi. Đất đô, đây không phải là lúc để chơi đâu. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ? Sao dám tông vào một quý cô vậy? Hả? Á Khách. Hắn ta không nhận ra mình. Mình sẽ dùng cách này. Cổ chân yếu đuối của ta đã bị trật mất rồi. Không nên đi giày cao gót. Hả? Tạm biệt nha. Nè, khoan đã. Ngươi phải giúp gì? Đây là lỗi của ngươi mà. Được, đây là việc bậc thầy Dino có thể làm mà. Có cần thiết phải làm như vậy không chứ? Cần, ta cần phải nhìn thấy mọi thứ. Nhìn thấy sao? Tại chó. Ta mất chó rồi. Nó có thể ở đâu chứ? Hả? Người có phiền không? Phải cô đang đi đâu chứ? Cô là người muốn ngồi trên đó mà. Ba cậu được nhận giải hả? Ngầu quá đi mất. Ừ. Cô sao vậy? Hả? Hả? Tôi đã nói gì? Phải để ý cô mình đang đi đâu. Vậy ngươi để ý đi. Nè. Tôi xin lỗi. Không nghe gì hết. Nói đi. Thật vui khi được nhìn thấy thành quả của cuộc đời ở viện bảo tàng xinh đẹp này. Mình yêu đời quá. Ta còn đang bận tâm vì ngươi đây. Ta phải lấy lại khoảng thời gian quý hoài của mình. Chào chú. Công chúa nhỏ của ba. Phải hành động thôi ba. Cái gì đây? Hả? Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Ba không nghĩ về công nghệ tình cảm đâu. Công nghệ cũng phát triển tình cảm quá rồi. Tốt nhất là tìm thấy chó của cô ở công viên này. Đừng có phàn nàn. Tại ngươi mà ta bị đau chân đó. Mất nơi. Đưa nó cho ta. Cứu tôi. Đưa nó cho ta. Hả? Khai ai lấy cho ta hồi đó luôn đây. Khai hả? Đất đô, ngài đừng nói là ngài đến đây chỉ vì đá quý thôi đó. Không, còn hơn những gì mà ngươi nghĩ. Khai-a, 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 Đất đô. Khai-a, nguyên cả ngày hôm nay tôi đã giúp cô tìm chó của cô sao? Chào A Khanh. Không có con chó nào hết bậc thầy Dino thiên tài. Vậy cũng bị lừa, biết mà. Đúng là nhìn khác hoàn toàn. Cô chết chắc rồi Khai-a. Đắc đô. Dạ. Ôi, cài áo. Có phải Khai à, cướp cái cài áo đó ngay lập tức. Nhanh lên Patrionis. Okay. Sẵn sàng. Biến hình. Đúng rồi. Chỉ đại hợp nhất. Ultra đi hoàng đế. Nè, đó là Patrionis. Wow, nhìn cánh tay của hắn kìa. Nhớ cẩn thận với các lưỡi dao ở cánh tay nha. Ray, tấn công Patrionis. Tấn công. Hả? Ha 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 ha.
Lấy cài áo. Phải giúp họ. Dừng lại. Đừng, đừng chạy mà. Chạy đi. Được lắm Kaya, kết thúc thôi. Thử đi. Hơi bắt hắn. Được, đi. Mặt của mình cái gì vậy? Hắn ta có boomerang cảnh giao đó. Chuyển đổi qua Tyranno và dùng thẻ camo đi. Hiểu rồi. Chuyển đổi Tyranno. Đi thôi, Camosaurus. Camosaurus biến hình. Cái kiếm camo này nặng đến như vậy là vì bên trong của nó chứa đầy năng lượng. Cố lên Dress. Mình đang ăn thêm nhiều cải. Nặng quá đi. Hãy kết thúc thôi. Tất nhiên. Vậy để tôi giúp cậu một tay. Yeah. Trời ơi, tôi có cái màu hồng. Cẩn thận chú. Vấn đề được giải quyết dễ dàng nếu có bạn giúp đỡ. Red, đi thôi. Ok, cùng làm đi. Chị sẽ thua thôi. Tại vì một cộng một là chiến thắng. Là chiến thắng đó. Chào con yêu. Ba ơi. Tôi cũng muốn được chia sẻ giải thưởng ngày hôm nay với hai vị anh hùng đã bảo vệ hòn đảo này. Hãy cổ vũ cho họ nào. Hay quá đi. Nó là viên đá thiên hạ sao? Tốt lắm.